Xin chào quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Thì Thanh Trương đang có mặt tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Nghe nói Cà Mau xa lắm, cuối cùng bán đò Việt Nam. Thì hôm nay thì Thanh Trương thì đang tạm gác lại tất cả các công việc để mà xuống đây lấy trẻ, người ta hay gọi là chữa lành đó quý vị khán giả. Nhưng mà thực ra thì gọi là xã chết, với lại thực sự là chưa bao giờ đi Cà Mau không quý vị khán giả. Cho nên là hôm nay là đến với lại vườn quốc gia Mũi Cà Mau thì tiện thể quay cho bà con cô bác xem luôn. Có rất là nhiều bà con cô bác chắc mình cũng chưa đi đâu, thì cùng đi tham quan với Thanh Trương một vòng nha. Đây, đây thì chúng ta sẽ đi những cái địa điểm. Đây là khuôn viên du lịch Mũi Cà Mau này, tượng mẹ này, biểu tượng con cua này. Đó, mốc điểm cuối rồi, Thanh Trương thích cái này nhất này quý vị khán giả. Đó, cái cột mốc đó quý vị, tọa độ quốc gia này chưa học một tí đây. À, bây giờ mình cùng đi nha quý vị khán giả. Và cũng xin chào bà con Cà Mau mà đang theo dõi kênh của Trần Thanh Trương nha. Bây giờ mình cùng đi nha. Quê hương tôi như một con tàu, mỗi thuyền ra đó mỗi Cà Mau. Quý vị khán giả ơi, Thanh Trương đang đứng ở một nơi gọi là Mũi Cà Mau, 8 độ 37 30 vĩ độ Bắc và 104 43 độ kinh độ Đông. Thì cái chỗ này là biểu tượng một con thuyền nha quý vị khán giả, đang căng buồm ra khơi để khẳng định chủ quyền quê hương đất nước. Con thuyền này có thể là hướng ra Biển Đông để mà mình đi đánh bắt thủy hải sản đó quý vị khán giả. Thì nếu như mình đến Mũi Cà Mau thì đây là biểu tượng không thể thiếu để mà mình đến đây check in cùng với gia đình, cùng với người thân đó quý vị khán giả. Rồi, quý vị khán giả, ra mình cùng ra khơi nha. Dạ bà con cô bác ơi, đây là cột cờ Hà Nội nha quý vị khán giả. Đây, nhìn rất là đẹp nha. Hôm nay thì trời nó không được trong xanh nhưng mà được cái là gió mát đó quý vị khán giả, mình có thể đến đây. Đó thì mỗi lần mình đi xe như vậy là hết 45.000. Tại vì 15.000 một người, Thanh Trương đi 3 người là hết 45.000 nha quý vị khán giả. Đó, mình có thể đứng đây, mình có thể lên đó mình ngắm toàn cảnh của khu vườn quốc gia Mũi Cà Mau nha bà con cô bác. Đó, đẹp chưa? Trương không? Cái gì? Em tên gì? Trương, em tên Trương. Không có một bạn nữa với em. Dạ, đó là Hoàng Duy ạ. Ở đây, đây, bố cùng vô đứng luôn với chú. Có nhiều nên chị muốn nhớ. Em đi qua đây luôn này ấy. Em cũng quay làm kỷ niệm luôn chị ha. Hôm nay em đi du lịch, em làm vlog kìa. Rồi. Phiền em tí nha, phiền em tí nha. Đây con nhanh cho chú đi con. Nhanh anh cho chú đi. Nhìn nè, 2, 3. Thân thiện tí nào, 2, 3 action 2, 3 rồi. Chú vô đây, chú nhờ bé chụp cho bác. Giúp anh. Đây đây, anh đứng rồi. Anh Tuấn đây, anh cầm chụp cho anh. Ủa anh chị là từ đâu đây? Anh ở Đà Nẵng. Đà Nẵng á, ồ em cũng hay đi Đà Nẵng chơi lắm. Về đây, về đây. Đà Nẵng thì cũng đẹp. Đẹp lắm, Đà Nẵng là du lịch mà. Em đi thích đi Đà Nẵng lắm. Đi ra ăn mì quảng không? Đi quảng bánh tráng của thịt heo. Dạ đúng rồi. Tráng của thịt heo là trầm. Tráng cầu tròn. Rồi đó thôi, ba ấm mạng thôi. Hai nấu chụp đây nè. Rồi chụp rồi. Rồi, cảm ơn anh chị, chúc anh chị đi du lịch vui vẻ. Dạ. Chúc em ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp nha. Em cảm ơn anh chị. Dạ, em cảm ơn. Ở đây nha, đây đây. Đi nhanh lên, nhanh lên, cạnh tránh nhà chủ. Gặp nổi tiếng giữa rừng mà gặp ra là... giữa rừng luôn chứ. Anh gặp giữa rừng. Dạ, em cảm ơn anh chị nha. Hy vọng là tương lai sẽ nổi tiếng nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn rồi, cảm ơn rồi. Chào quý vị khán giả ơi, thì nãy giờ là Thanh Trương đang ở trong vườn quốc gia Mũi Cà Mau quý vị khán giả. Đây, đây là những cây đước nha quý vị khán giả. Đây, những cây đước này thì là đây là rừng nguyên sinh luôn. Đó, cây đước này thì nó có những cái rễ nó bám rất là sâu vào trong phù sa quý vị. Là nhiệm vụ của nó là giữ đất, giữ rừng nha quý vị khán giả. Ngày xưa học địa lý là nhớ mỗi cái đó thôi. Thì trong cái rừng này thì sẽ có những con cua Cà Mau này quý vị khán giả, và những con cá thòi lòi. Thì thực sự là nãy là Thanh Trương cũng nhìn rồi mà chưa thấy con cua nào. Thì để Thanh Trương cố gắng thôi quý vị khán giả, thì sẽ hy vọng là sẽ bắt được một con cua nào đó nha quý vị khán giả. Nhìn những cái rễ này thích quá bà con cô bác ơi. Đó, nhìn những cái cảnh mà con cua nó bò. Đó, quý vị khán giả,
quyết tâm, Thanh Dương quyết tâm là bây giờ sẽ bắt được một con cua ở đây nha quý vị khán giả. Quý vị khán giả ơi, Thanh Dương đã thấy một con cua khổng lồ rồi quý vị khán giả. Bắt không được luôn. Quý vị khán giả phụ anh Tuấn, phụ em ơi anh Tuấn. Cô phụ em ơi. Chưa rồi nhanh, anh ơi. Ôi, quý vị khán giả ơi, con cua này nó to quá sức tưởng tượng nên Thanh Trương không thể nào bắt được nó. Đây là con cua càng cái gì anh Tuấn, càng kinh, càng kinh á. Đấy là cua này là gọi là ở trên núi người ta gọi cua đá. Nhưng ở đây là biểu tượng của Cà Mau nha quý vị khán giả. Đây. Trời ơi, nhìn thấy con cua này là mình nghĩ đến nhiều món ăn lắm quý vị khán giả. Trời, luộc để chấm muối tiêu rồi lẩu cua rồi. Trời, nhìn con cua này quá đã luôn quý vị khán giả. Đó, mình có thể đi theo tour quý vị khán giả sẽ có. Nếu mà mình có sức khỏe thì mình đi bộ thì càng tốt. Còn không, mình lười xíu thì mình sẽ đi xe điện. Thì mình đến đây mình chụp hình với con cua này nha quý vị khán giả. Đó. Thôi, bây giờ Thanh Trương đi đến địa điểm tiếp theo với quý vị khán giả cũng tranh thủ. Bởi vì là ở đây nó rộng lớn lắm quý vị khán giả ơi. Bây giờ Thanh Trương đi nha. Quý vị khán giả ơi, thì sau khi đi một vòng của các biểu tượng thì bây giờ Thanh Trương đang sử dụng dịch vụ là mình đi cái này là cái thuyền, cái vỏ lãi không quý vị khán giả, đi xuyên rừng ngập mặn nha quý vị khán giả. Dạ, em chào các cô chú ạ. Bên đây các cô chú thì có mái che xịn sò hơn. Bên đây là tàu VIP. Dạ, bên đây là VIP các cô chú. Bên đây các đồng chí đang đi tác nghiệp. Dạ. Dạ, đây con đang quay lên kênh YouTube của con ạ. Dạ. Dạ, các cô chú ở đâu á các cô chú? Ta ở xa lắm. Lào Cai. Ồ, ngoài Lào Cai. Con thì Thanh Hóa nhưng mà con làm ở trong đây ạ. Rồi, chúc các chú đi chơi. Rồi, chúc một cái kênh các anh phát triển tốt nhé. Dạ, con cảm ơn các chú, các cô. Bây giờ mình cũng đi. Đó nào là mấy nhà là cho mát không? Có chứ anh. Cô em tưởng là bên đó VIP hơn mình nên là... À, có đó chứ. VIP phải nè. À, VIP là quý vị em dạ. Nó nghiêng. Xin lỗi nha quý vị khán giả, tại vì không biết tưởng đâu là... Nẹt bô á quý vị em nhé. À, bây giờ mình cùng đi xuyên rừng ngập mặn nha. Cái hành trình này là 800.000 nha quý vị khán giả. Từ 1 đến 5 người. À, mình sẽ đi 1 tiếng rưỡi nha quý vị khán giả. Bây giờ mình cùng đi nha. Có sáng không em? Ngày trước thì Thanh Trương hay đi bỏ lái với lòng nó lá bà con cô bác ở Bạc Liêu á. Nhưng mà để mà vô rừng quốc gia mũi Cà Mau thì đây là lần đầu tiên nha quý vị khán giả. Ồ. Đó là nhà anh có hay đi không anh Tuấn? Không đấy. Đây là anh Tuấn với lại Vi đang quay cho Thanh Trương. Đây là hai anh em người bán đi Cà Mau. Ở đây nên là Thanh Trương đi chung với luôn này. Nó lên cơ bản rồi đó. Ta nghe tổng lại nè. Không.
này có phải là cái chỗ mà hình chữ S đúng anh, cong cong á, cái điểm nhọn á đúng không? Cái điểm nhọn nhất của cái bản đồ Việt Nam á, là cái chỗ nhọn nhất đúng không? Ồ quý vị khán giả, đây là cái chỗ mà gọi là cái tọa độ mà cái Việt Nam mình á quý vị khán giả, thì hình chữ S thì cái này là điểm cuối mà nhọn nhất của cái đít chữ S này quý vị khán giả. Ở đây này quý vị khán giả. À, quý vị khán giả ơi, thì sau khoảng thời gian một tiếng đi thì Thanh Chương bị say sóng, Thanh Chương không có thể quay hết được. Thì đây là bãi bồi của mũi Cà Mau cho quý vị khán giả. Cái chỗ này là cái chỗ cong nhất của hình chữ S đó quý vị khán giả. Ở bên kia là biểu tượng hình con tôm. Cái chỗ đó là bên chỗ Trạm Kim Lâm cho nên là mình không có thể ra được. Thì ở đây là biển của mình là giáp với biển Thái Lan nha quý vị khán giả. Đó, bên kia là Thái Lan kìa. Đó. Nghe anh ơi, mình qua bên biên giới mình chơi xíu mình về anh. Mình đứng một vòng á. Đứng ngay người đấy. Dạ. Đứng dạ, con đang sung quá quý vị. Đó bên kia là Thái Lan nha, đây là bãi bồi. Đó, chỗ này thì bà con quá cái thì cái chỗ này mà thực ra thì tiếng Nga mà nói là không biết có vô duyên lắm không, tuy là khu du lịch nhưng mà chỗ đây đúng là mình nói vui là mình ngồi đây mà ăn nhậu là tuyệt vời lắm không quý vị khán giả, tại vì ở đây nó rất là mát mà nó rất là hiểu tình. Trồng những cây đường nhỏ để quý vị khán giả học địa lý này, để là mình gọi là phủ rừng đó quý vị khán giả, để cho nó sạch đất. Đây những cái bên kia là Thái Lan mất rồi. À, quý vị khán giả ơi, chúng ta đang vô những cái con đường hẻm của rừng vườn quốc gia mũi Cà Mau nha quý vị khán giả. Đó. Đẹp lắm quý vị khán giả ơi. Ôi trong đây nó mát lắm quý vị khán giả. Ôi quá đẹp luôn bà con cô bác ơi. Đúng là một hệ sinh thái. Chưa bao giờ Thanh Chương được vô rừng nguyên sinh như vậy cả. Ôi có những cái khúc cua kìa. Trời ơi. Phải luyện lão làng mới bẻ lái được. Rồi quý vị khán giả nhìn những cái gốc của nó này bám sâu vào trong đất mình đất. Rồi quá đã luôn bà con các bác ơi. Tại vì là trong đây nó nhiều cái khúc cua quá nên là anh nó lái. Một cái là trong đây nó mát lắm quý vị khán giả. Anh chưa cao quá anh chưa sợ anh không thích đường. Đây. Và con bác nhìn đi, trời ơi, một hệ sinh thái rừng ngập mặn. Là tối là mình vô đây bắt cua hả anh? Ủa, anh tập trung lái lắm quý vị nhá. Ô hết đường chạy rồi, hết đường. Cái điểm lên đi chụp hình đó. À điểm lên chụp hình á. À, quý vị khán giả, có cái nhà gì kìa. Vừa mình lên đây chụp hình xong mình về. Dạ. Có cái cầu. Chiếu lên cầu đó. Ôi nó bình yên đến lạ thường không quý vị khán giả ơi. Có chỗ đáp luôn. Thank you.
Dạ, lên để em lên cho anh. Trời, em dân chuyên mà anh. Được không? Được. Rồi em giữ chắc mà anh. Nào quý vị khán giả ơi, thì chỗ đây thì anh sẽ dẫn mình vô mẫu nhà làng rừng đất mũi nha bà con cô bác. Đó, thực sự là không khí nó rất là trong lành nha bà con cô bác. Rất là nhiều cây xanh và đặc biệt là rất là nhiều mũi nha bà con cô bác. Mũi kêu. Ủa ra mình ra nha. Ủa anh ơi, sao bình thường là em nghe người ta nói là mũi kêu như sáo thổi mà sao không nghe thấy cái gì anh? Bây giờ ở đây ít mũi em. Giờ ít mũi à? Chứ phải như hồi xưa là ở trong đây là chị không nổi đâu, bây giờ nó hết rồi. Nó hết rồi. Đĩa lòn tựa bánh canh luôn anh. Ở đây không có đĩa cơ, nước mặn không có đĩa. À dạ. Bên có bên U Minh á. U Minh mới có. Còn bên nước ngọt được chà. Ở đây mình được nước mặn. Dạ, tay ca tay vũ mình này. Ở đây mình bắt cua được không anh? Được. Cua trong rừng này nè. Cua trong rừng đây hả? Ờ. Là mình bắt là mình ăn được không? Được. Nhưng mà làm sao mà bắt được anh? Người ta biết bắt mới được, người ta có cây móc, tờ móc. Nó trong hang á. À, nó trong hang á, có gì không vậy? Ở nhà chú em đặt lợ không? Ờ. Đi đặt lợ. Ô, có những tiếng kêu của cô vượn này anh, cô khỉ à? Con chim vẹt. À con chim. Con vẹt á. Con vẹt. Đây quý vị khán giả, có rất là nhiều loại động vật. Mấy cô chú nãy gì kìa. À đó, cũng được các cô chú cũng được cho vô như đây mình chụp hình nha bà con cô bác. Nói chung là về đây là thấy nó vui lắm, nó bình yên lắm quý vị khán giả ơi. Trời, cây có những hàng cây nó cao cả chục mét đó chứ, che ánh mặt trời không bao giờ nắng. Bây giờ mình cùng đi tiếp nha bà con cô bác. Đây quý vị khán giả ơi, Thanh Trương đang ăn trưa đây quý vị khán giả. Thì hôm nay món ăn là bồn xào với lại con vọt, nó cũng giống con nghêu đó quý vị khán giả. Còn đây là bánh phồng tôm đặc sản ở Cà Mau đây. Còn đây là trứng chiên nha bà con cô bác. Đó, còn lên đây là cơm chiên này, còn đây là nghêu hấp Thái. Trời, quý vị khán giả ơi, thì nói chung là có ba anh em thôi cho nên là ăn như vậy là cũng đã no rồi quý vị khán giả. Rồi bây giờ là xin mời quý vị khán giả mình cùng thức với Thanh Trương nha. À, quý vị khán giả ơi, đây là điểm tốt của cuối Cà Mau nha quý vị khán giả. Cái tình, cái lòng tự hào, cái tình yêu nước của mình. Dạ, Thanh Trương nha, xin cảm ơn là quý vị khán giả. Hôm nay Thanh Trương đến đây là rất là vui và tự hào, rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip này, và clip này sẽ là kỷ niệm của Thanh Trương. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.